Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách để chúng ta tạo hình xăm trong nhóm như là thật. Thì các bạn thấy đây là một cái hình mẫu gốc và đây là sản phẩm mà chúng ta đã thực hành. Các bạn thấy một hình xăm trông rất là thật. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chúng ta làm. Bây giờ tôi sẽ mở hình gốc lên. Tôi sẽ mở một hình gốc của chàng trai lực sĩ lên và chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta tiến hành chúng ta gắn những hình xăm trên mình của anh ta. Bây giờ việc gắn hình xăm để cho thật nhất thì chúng ta sẽ áp dụng một cái map là delay. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta làm cái map delay. Khi đó chúng ta gắn hình xăm vào trên cơ thể thì nó sẽ hiểu được cái độ gờ của cơ bắp. Khi đó hình xăm được gắn lên mình nhìn nó mới thật. Bây giờ để tạo một cái map delay thì chúng ta sẽ tạo cho nó là một cái hình ảnh trắng đen để chúng ta thấy được cái độ tương phản giữa sáng và tối. Thì cái map delay chúng ta sẽ tạo một cái bức ảnh để cho nó phân rõ được cái độ sáng và tối. Khi đó cái vùng nào tối tức là màu đen nó sẽ hiểu là lõm xuống và cái vùng sáng nó sẽ hiểu là lồi lên. Để khi mà chúng ta áp một cái bức hình xăm vào nó sẽ hiểu giống như là cơ thể của một con người có độ cái cơ bắp nó lồi lõm. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển cái bức ảnh này thành trắng đen thì các bạn có thể nhấn phím tắt là Ctrl Shift U. Chúng ta chuyển nó qua trắng đen thế này. Thì các bạn có thể hiệu chỉnh cái độ tương phản của nó sáng và tối bằng những cái công cụ chẳng hạn như là image, chúng ta vào adjustment, chọn curve. Chúng ta có thể điều chỉnh cái độ tương phản sáng tối như thế này. Ok. Tiếp theo chúng ta sẽ tạo một cái layer mới, Ctrl Shift N. Tôi sẽ tạo một cái new layer và tôi sẽ fill cho nó. Các bạn vào trong edit và chúng ta chọn là fill, có phím tắt là Shift F5. Tôi sẽ fill cho nó. Chúng ta sẽ dùng một cái content là 50% gray, tức là sẽ tô cho nó một cái màu xám với 50%. Và chúng ta kích vào OK. Thì các bạn thấy. Bây giờ chúng ta sẽ để chế độ hòa trộn cho nó là Sublight. Thì các bạn thấy nó sẽ nổi lên có phần trắng và đen để cho nó hiển thị một cái map delay. Thì các bạn thấy cái map delay chúng ta nó sẽ hiểu, ví dụ cái vùng màu đen này nó sẽ hiểu là lõm xuống và những cái vùng trắng nó sẽ hiểu là lồi lên. Bây giờ chúng ta sẽ tạo thêm cái phần lồi lõm cho cái map này bằng cách các bạn vào trong cái công cụ. Chúng ta sẽ sử dụng công cụ là Depth Tool. Công cụ này nó sẽ tạo ra những cái vùng sáng hơn. Tôi lấy ví dụ chúng ta sử dụng cái Depth Tool này và chúng ta chọn Grain là Big Tone. Cái Aperture này chúng ta để khoảng 50-55% và chúng ta sẽ tô những cái phần sáng hơn, chẳng hạn cái phần này. Thì các bạn thấy nó sẽ tăng thêm cái độ sáng cho chúng ta để chúng ta tạo một cái map cho nó có cái độ lồi lõm, nó rõ rệt. Khi đó thì chúng ta đưa cái hình xăm vào, nó sẽ đi theo phần cơ bắp lồi lõm thế này. Chúng ta sẽ tô cho nó sáng lên, đẩy mạnh cái tông màu sáng lên. Ok, tiếp theo nữa chúng ta sẽ đẩy mạnh cái tông màu đen, tức là cái tông màu tối. Thì các bạn chuyển qua cái công cụ là Bool Tool. Chúng ta sẽ tăng cái tông màu đen lên. Thì các bạn thấy cái vết lõm, chúng ta sẽ tăng cái màu đen lên. Thì chúng ta đã hiệu chỉnh được con trỏ. Tăng màu đen như thế này. Đấy. Để tạo cho nó cái phần lõm vào rõ rệt. Khi đó chúng ta đưa cái hình xăm vào thì nó sẽ thật hơn. Ok, bây giờ chúng ta tắt, chúng ta xem thử. Các bạn thấy cơ bắp nó nổi lên khá là mạnh. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ gom hai layer này lại. Ctrl E chúng ta mẹ lại. Chúng ta sẽ áp thêm một cái bộ lọc nữa là chúng ta có thể áp cho nó một cái noise. Chúng ta áp cho nó là defect.
nhấn Ctrl F một lần nữa để chúng ta add thêm một cái tpad nữa. Ok, thì tạm thời chúng ta sẽ có một cái map delay như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ save cái map này lại. Các bạn nhấn Ctrl Shift S, chúng ta sẽ lưu cái map này lại. Thì cái map này các bạn phải để cho nó cái đuôi là Photoshop BSD. Tôi sẽ đặt tên cho cái map này lại là delay chẳng hạn. Ở đây tôi đã tạo sẵn một cái delay main, thì các bạn có thể save trùng tên cũng được, save và yes. Thì chúng ta có một cái map delay. Bây giờ chúng ta sẽ mở lại, chúng ta mở lại hình ảnh gốc và chúng ta bắt đầu chúng ta áp dụng, chúng ta đưa cái map delay vào và chúng ta sẽ đưa những cái hình xăm này vào. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đưa cái hình xăm này vào, thì các bạn có thể mở hình xăm lên và chúng ta copy, chúng ta dán qua, hoặc chúng ta sử dụng trong cái file, chúng ta vào trong play và chúng ta sẽ đặt cái hình vào. Ví dụ tôi sẽ chọn hình xăm này, thì tôi cung cấp cho các bạn một vài hình xăm, các bạn có thể lựa chọn hình xăm nào mà các bạn muốn. Tôi sẽ chọn hình xăm này. Thì các bạn thấy khi mà chúng ta đưa vào bằng cái lay thì nó có thể cho chúng ta hiệu chỉnh được chiều xoay cũng như cái độ lớn, và chúng ta nhớ nhấn phím shift để chúng ta có thể chúng ta keo đồng dạng. Chúng ta có thể giảm opacity là chúng ta thấy rõ được hình xăm đặt như thế nào. Các bạn thấy tôi sẽ đặt nó như thế này, thì tùy mà chúng ta muốn đặt ở chỗ nào cũng được. Ở đây tôi sẽ làm ví dụ cho các bạn thấy, ví dụ hình xăm thế này và enter, chúng ta tăng lại cái opacity. Bây giờ chúng ta sẽ chọn chế độ hòa trộn cho cái hình xăm này, chúng ta sẽ chọn cho nó là multi-line. Thì các bạn thấy hình xăm được đưa vào cũng khá là thật, tuy nhiên nó chưa có thật lắm vì cái hình xăm này nó chưa được một cái map delay đưa vào trong cái hình xăm này để cho nó có cái độ g theo cái cơ bắp. Thì để làm việc này, chúng ta chọn cái layer của cái hình xăm và chúng ta vào trong filter, chúng ta chọn distort và chúng ta chọn là delay. Cái horizontal và cái vertical scale này thì tùy với chúng ta chọn cho nó cao thì nó sẽ r mạnh theo cái cơ bắp của chúng ta. Ví dụ ở đây tôi sẽ để nó khoảng 20 và chúng ta kích vào OK. Ở trong cái delay map này chúng ta sẽ để là get to fit và cái refit as pixel và OK. Thì nó xuất hiện một cái bảng để chúng ta có thể load cái map delay thì chúng ta đã tạo lúc nãy, bây giờ chúng ta sẽ chọn lại và open. Thì các bạn thấy hình xăm nó sẽ thay đổi, nó sẽ có cái độ g theo cái cơ bắp tạo cho hình xăm nó thật hơn. Bây giờ chúng ta tắt để chúng ta xem, các bạn thấy nó sẽ g theo cơ bắp theo cái delay mà chúng ta đã tạo hình trắng đen lúc nãy. Chúng ta có thể di chuyển lại, các bạn thấy giờ để thật hơn chúng ta giảm opacity xuống. Tôi sẽ giảm xuống tầm khoảng 70%. Ok, thì với những hình xăm tương tự chúng ta cũng làm tương tự, tuy nhiên bây giờ chúng ta sẽ xóa những cái hình xăm nó dư xuống đây. Chúng ta có thể đặt ra ngoài thế này một chút xíu, chúng ta xóa những cái hình xăm nó dư ở phần này. Thì các bạn có thể áp cho nó một cái mask, tôi sẽ áp một cái mask và sử dụng brush B, chúng ta sẽ xóa những cái phần ở dưới đây. Ok, chúng ta đã có một hình xăm khá là đẹp. Tiếp theo nữa, nếu các bạn muốn đặt tiếp hình xăm thì chúng ta vào trong file, chúng ta play. Bây giờ tôi sẽ chọn một cái hình xăm, chẳng hạn hình xăm ở đây. Và tôi sẽ để trước ngực thế này. Và chúng ta có thể xoay lại cho nó ngay giữa thế này. Thì các bạn thấy ngay chỗ ngực của này chúng ta có một cái vết lõm. Thì cái hình xăm này khi mà lót một cái delay vào nó sẽ được uốn theo cái phần cơ bắp. Ok, bây giờ chúng ta chọn cho nó chế độ hòa trộn là multi-line và chúng ta sẽ áp dụng. Các bạn chú ý vào trong hình xăm này chúng ta sẽ thấy sự khác biệt. Chọn vào cái hình xăm và vòng filter, distort và delay main. Ok, chúng ta chọn lại cái map delay main và kích vào open. Các bạn thấy cái hình xăm này nó sẽ được uốn theo cái phần cơ bắp, được hiểu là cái độ sáng và độ tối thì nó sẽ uốn theo cái phần cơ bắp chúng ta, làm cho cái hình xăm nó trở nên thật hơn. Bây giờ chúng ta sẽ giảm cái opacity lại. Các bạn thấy
chúng ta có thể scale hình xăm này cho nó to lên chút xíu và chúng ta sẽ áp lại. Tôi sẽ để ngay ngực như thế này, các bạn thấy trông nó thật hơn rất là nhiều. Tiếp theo nữa chúng ta có thể làm một cái hình xăm ở đây, thì các bạn cũng vào file lay và chúng ta sẽ cho một cái hình xăm này, chúng ta có thể xoay nó lên thế này, đặt vào đây và enter. Chúng ta cũng chọn cho nó chế độ hòa trộn là multi line, có thể giảm opacity xuống và chúng ta sẽ vào trong filter distort và chúng ta chọn delay. Ok, và chọn cái map delay, các bạn thấy nó sẽ uốn theo cơ bắp, nhìn nó thật hơn. Các bạn thấy cái phản lõm này thì cái hình xăm chúng ta nó sẽ hiểu theo phản lõm và nó sẽ lõm cho chúng ta, nhìn trông nó thật hơn. Chúng ta xóa những cái phần rìa thì chúng ta áp cho nó một cái mask và chúng ta sử dụng grid B và chúng ta sẽ bỏ cái phần rìa. Các bạn nhớ là sử dụng grid mềm và chọn opacity cho nó thấp xuống để chúng ta grid tạo cái độ chân cho nó mờ thì nó mới thật. Ok, thì các bạn thấy đó là cách mà chúng ta tạo một cái hình xăm trên một cái cơ thể. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học kế tiếp.